Tại sao bão ở Việt Nam lại hay vào miền Trung? Theo khảo cứu chuyên biệt về bão miền Trung, có rất nhiều nguyên nhân từ chủ quan và khách quan dẫn đến việc khúc ruột miền Trung trở thành trung tâm hứng chịu những cơn bão lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Thực chất, bão là một cách xả nhiệt cho đại dương. Hầu hết bão thường đi men theo rìa các áp cao và chịu lực hút từ các vùng áp thấp. Ở nước ta, những tháng mặt nước biển chứa nhiều năng lượng nhất, tháng 7, 8, 9, rãnh thấp thường nằm vắt ngang miền Trung nên bão cũng thường theo đường đó mà đi. Nói cách khác, miền Trung là nơi có thời tiết khắc nghiệt khi phải hứng chịu gió phơn Tây Nam. Gió này mang hơi ẩm nhiều nên thường gây ra mưa. Do bị gió phơn ảnh hưởng nên khi bão hình thành ở Biển Đông sẽ bị gió đẩy lên trên phía Bắc. Càng về các tháng sau, gió càng yếu nên bão có xu hướng dịch chuyển dần về miền Trung. Hàng năm, những trận bão và gió mùa Đông Bắc thường gây nên những trận mưa lớn ở miền Trung. Hơn thế nữa, những biến đổi thời tiết trên toàn thế giới như dòng nước El Nino và La Nina cũng đang khiến những trận bão biển, mưa lớn xảy ra khốc liệt hơn.